Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây vị Cam Pororo trong việc là hỗ trợ cung cấp vitamin cũng như là các dưỡng chất dành cho trẻ lười ăn cũng như là biếng ăn. Thưa các bạn, tình trạng trẻ nhỏ biếng ăn lười ăn hay là suy dinh dưỡng hẳn là một trong những vấn đề vô cùng đau đầu và rất hay gặp ở các bậc phụ huynh đúng không ạ và việc con em của mình không ăn uống đầy đủ cũng như là uh, lười ăn khiến cho cơ thể của trẻ nhỏ ốm yếu cũng như là không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và điều này thì khiến cho sức khỏe của trẻ không được khỏe mạnh đồng thời là dễ mắc phải một số căn bệnh uh, Vâng, điều này thì khiến cho rất nhiều phụ huynh đau đầu đúng không ạ và quan trọng hơn hết đó chính là một vài trẻ nhỏ còn gặp tình trạng đó chính là là uh, lười ăn rau củ cũng như là lười ăn trái cây và điều này thì khiến cho cơ thể trẻ nhỏ thiếu hụt trầm trọng một lượng vitamin C. Chính vì hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pororo như bên cạnh Kiều Anh đây. Và trong các video trước thì Kiều Anh đã giới thiệu tới các bạn ở một số vị như là vị táo, vị cam, vị nho. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn kỹ hơn về dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pororo vị cam, một trong những vị được rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích. À, thưa các bạn uh, sản phẩm nước hồng sâm trái cây pororo như bên cạnh kiểu anh đây là một trong những dòng sản phẩm được phát minh cũng như là phát triển bởi các nhà sản xuất tại hàn quốc và đúng như cái tên dòng sản phẩm này thì được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp với tính chất trái cây à, và như sản phẩm này là được uh, kết hợp với tính chất trái cây là vị cam và như chúng ta đều biết thì cam cung cấp một lượng vitamin C vô cùng lớn đúng không ạ và bên cạnh đó thì uh, cam cũng cung cấp nhiều dưỡng chất và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã kết hợp giữa tinh chất hồng sâm và tinh chất cũng như là nước ép cam để cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây như bên cạnh kiểu anh này. Và đặc biệt hơn, nếu như để ý kỹ thì chắc hẳn rằng là các bậc phụ huynh sẽ thấy rằng dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây này có vẻ bề ngoài cũng như là có thiết kế vô cùng uh, sặc sỡ cũng như là bắt mắt và đây là một trong những yếu tố đánh vào tâm lý của trẻ nhỏ và khiến kích thích trẻ nhỏ cũng như là làm cho trẻ nhỏ thích khám phá và uống vị này hơn. Và nếu như các bạn đang nghĩ rằng là nước hồng sâm trái cây sẽ khiến cho trẻ nhỏ khó uống Bởi vì vị sâm thì không phải là ai cũng thích đúng không ạ à, Tuy nhiên thì Kiều Anh sẽ giải thích kỹ hơn Sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pororo này được kết hợp với nước ép cam Và mang lại hương vị vô cùng thơm ngon cũng như là bổ dưỡng Kiều Anh tin chắc rằng bất cứ trẻ nhỏ nào cũng thích sử dụng Cũng như là cũng thích uống dòng sản phẩm nước ép trái cây này Ngay cả những trẻ khó tính nhất và đặc biệt, dòng sản phẩm nước ép trái cây Pororo này mặc dù được chiết xuất thành dạng nước như bên cạnh kiểu anh đây, à, tuy nhiên thì nó vẫn giữ được nguyên hàm lượng vitamin cũng như là các chất dinh dưỡng có trong dòng sản phẩm này. Và nếu như các bạn thắc mắc rằng tại sao dòng sản nước trái cây Pororo ở được sản xuất theo dạng nước ép chứ không phải là dạng viên, dạng bột hay là dạng cao thì Kiều Anh cũng sẽ chia sẻ rằng là uh, với dòng sản phẩm nước hồng sâm này được chiết xuất dưới dạng nước ép uh, để đảm bảo cho là khi trẻ nhỏ sử dụng sẽ hấp thu được hết toàn bộ chất dinh dưỡng mà dòng sản phẩm này mang lại và có rất nhiều uh, bậc phụ huynh khi sử dụng dòng sản phẩm này và mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì đã đều công nhận rằng trẻ em cũng như là uh, con em của họ sau khi sử dụng nước hồng sâm trái cây thì sức khỏe đã tốt hơn nhiều đồng thời là trẻ cũng không còn tình trạng biếng ăn và lười ăn nữa và thậm chí là trẻ còn vô cùng thích ăn trái cây hay là dầu củ quả. Bên cạnh đó thì tinh chất hồng sâm cũng được xem như là một trong những tinh chất cực kỳ có lợi và tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đồng thời là giúp cho trẻ được khỏe mạnh hơn và ngăn chặn một số căn bệnh thường gặp xảy đến với trẻ. Vâng, chỉ với một sản phẩm một gói nước nhỏ như thế này thôi đã mang đến được rất nhiều công dụng đối với trẻ nhỏ rồi đúng không ạ? À, và với dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ kỹ về cách hướng kiểu anh hướng dẫn sử dụng để có thể là uh, cho con em mình dùng được làm sao hiệu quả nhất nhé. Với trẻ trên 3 tuổi thì các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng là mỗi tuần cho trẻ uống từ 3 cho đến là 5 gói như thế này và mỗi lần sẽ uống hết một gói hoặc chia đều ra làm uống làm hai lần trong một ngày. Với trẻ từ 8 tuổi trở lên thì hàng ngày đều có thể sử dụng mỗi ngày sử dụng một gói như thế này. Và với dòng sản phẩm nước không sâm trái cây Pororo đến từ Hàn Quốc này thì đã được kiểm nghiệm cũng như là chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy nên trong quá trình cho con em mình sử dụng các bậc phụ huynh có thể là hoàn toàn yên tâm. Và quan trọng hơn hết đó chính là với thiết kế nhỏ gọn cũng như là năng động như thế này thì đối với những trẻ mà khi mà đi học hay là đi lớp mẫu giáo thì phụ huynh có thể là nhét vào cặp cho con em mình dễ dàng sử dụng. Và Kiều Anh tin chắc rằng nếu như con em của bạn đang gặp tình trạng lười ăn hay biếng ăn thì chỉ sau khi sử dụng dòng sản phẩm này từ 1 cho đến là 2 tháng sẽ cải thiện được tình trạng biếng ăn cũng như là lười ăn ở trẻ nhỏ. Và chắc chắn rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt cũng như là chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ cho kiểu Anh nhé là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm trái cây Pororo đến từ Hàn Quốc hy vọng với những thông tin kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau